loa cỏ đó, toàn loa cao cấp cho các bác, toàn loa Anh, loa Mỹ, loa Nhật, toàn dòng loa cao cấp, những thương hiệu nổi tiếng. Em sẽ báo giá một lượt nhanh, sau đó quay lại giới thiệu chi tiết từng đôi. Bởi vì báo giá một lượt nhanh như thế này thì các bác sẽ biết được giá hết để cho đỡ phải chờ đợi từ đầu đến đuôi, nó rất là lâu. Em báo giá một lượt thật nhanh, sau đó các bác đợi em quay lại, em sẽ giới thiệu chi tiết từng đôi. Chưa? Đấy, hàng về, bác đợi chia bóc tiếp. Em lại bóc tiếp cho các bác. Chưa? Đấy. Bắt đầu từ đôi loa ngoài cùng này đi. Con này cao tầm hơn 1 mét. Đó là đôi loa BM Watt. Đây. Mức giá 8,9 triệu. Mức giá 8,9 triệu. BM Watt QL60C. QL60C ạ. BM Watt. Được. Vỏ màu vàng, giá 8,9 triệu. Okay. Sang đến đôi thứ hai. Đó là đôi Alpha 44, thường gọi đó là Avan, LABS. Con này lỗ thông hơi đây, 2 bát, 1 tép đo ở giữa. Con này 7,9 triệu. Sang tiếp tục con bên cạnh đây nữa, đó là con Mission. Con Mission này cũng 7,9 triệu. Con Mission này loa bát đồng trục đấy ạ. Loa đồng trục luôn nhá, đồng trục đấy ạ. Hàng cao cấp, loa đồng trục. Các bác nào cần chi tiết thì để em giới thiệu về sau. Loa Mission em báo giá nhanh đã, 7,9 triệu. Sang đến con JBL. JBL này, con này là JBL L3. Con này đẹp lắm. Con đẹp lắm ạ. JBL đây, L3. JBL L3 7,8 triệu cũng có. Hôm trước em có quay một lô có 8 triệu mấy, 7 triệu mấy cũng có đấy. Nhưng nó tùy bác ạ. Chơi hàng này nó đẹp, đẹp thì nhập giá đẹp. Con L3 này, con này đẹp này, có ghi chữ đẹp này, đẹp cho nghe này. Đấy, JBL L3 9,8 triệu. Các bác nhập những đôi đẹp như này bây giờ tại Campuchia thì nó phải có 7 mấy rồi, 7 mấy 8 mấy rồi, 7 mấy 8 mấy rồi, chưa tính cước bê qua. Bây giờ vận chuyển qua rồi là vào cả nhiều cái lắm, rất là khó. Các bác cứ tham khảo thôi. Con JBL L3 này 9,8 triệu. Còn cách đây khoảng hơn tuần hay tuần em đăng nó cũng có 7 triệu mấy, 9 triệu mấy cũng có, 8 triệu mấy cũng có. Được chưa? Nó tùy. Tiếp theo sang đến đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa gì đây? Đôi loa monitor audio đằng sau này, con này 7,9 triệu này, con này hàng cao cấp. Hai cầu. Con này là con monitor audio LTD. Made in, hàng loa đến từ Anh Quốc, 7,9 triệu. Nhưng con này thì nó gọi là hàng cao cấp, 7,9 triệu, có chất này. Tiếp tục đến nữa là đôi loa BMW kép. Cũng mức giá 7,9 triệu. Đó là BMW kép gì đây? BMW kép DM620, hàng Made in England. Sang tiếp tục đôi loa đến từ Anh Quốc nữa, đó là đôi loa BMW kép. Nhiều. BMW kép 60DM603S3. Con này seri liền kề luôn. 215 216 luôn, seri liền kề. Mức giá 15,9 triệu. 15,9 triệu. Con này thì quá đỉnh, đạt cấp rồi. Hàng Made in England luôn đấy. Bác cứ gõ Google tham khảo những đôi này cho em, gần còn zin. Tiếp tục là đôi loa gì đây? Facitech. Con Facitech loa đến từ nước Mỹ, hàng Made in USA. Made in USA luôn. Mức giá 7,9 triệu. 7,9 triệu. Made in USA, hàng Mỹ luôn. 7,9 triệu ạ. Tiếp tục đó là đến đôi loa Onkyo. Con này không có lưới. Mức giá 3,9 triệu. 3,9 triệu. Tiếp tục đến với lại đôi loa Pioneer Bass 40. Một Bass 40, một siêu tép. Này. Siêu tép, hai con tép. Mắt này, một con tép còi này, một con chung đấy. Các bác chú ý hộ em nhé. Hai con siêu tép này bọn em không động vào. Cái gân nó hơi mục nhưng không động vào, bởi vì là con siêu tép này nó xử lý tiếng âm nó rất là sắc gán, nó không can thiệp đến cái độ rung nhiều, nên mà em không động vào. Bác nào thích thay gân thì thay được ngay, bọn em thay cho.
nhưng mà em muốn để nguyên cái độ zin, bởi vì là con này nó sắc bén, kể cả đây nó cả hai con nó như nhau, em báo luôn. Còn thay gân thì chỉ phút mốt thôi, thay gân thì có mấy chục nghìn thôi các bạn, không đáng bao nhiêu tiền thay gân. Nhưng em muốn để độ zin bởi vì cái dòng này nó xử lý cái tép của nó không xử lý độ rung nhiều, vì đằng sau là nó có cả một cái màng đằng lưng phía sau nó đã bằng thép hết, nó chắn hết rồi, nên xử lý rung không nhiều, nó gọi là siêu tép ấy, nó không ảnh hưởng nhiều. Bên em cứ để zin, còn các bác nào thích thay thì thay thôi, thay không đáng bao nhiêu tiền thay gân cả. Đôi này đôi là Pioneer CS99 nhé, Pioneer CS99 này, CS99 mức giá 13,9 triệu, quá bèo chưa, bát 40. Ê căng của nó đây, ê căng quả chám đây, đây ạ, ê căng đây ạ, ê căng đẹp lắm đấy. CS99 13,9 triệu. Tiếp tục đến với lại đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa BMW kép màng ke van luôn này, loa đồng trục, loa đồng trục nhá, màng ke van, dòng BMW kép này quá nổi tiếng. Con này book sale, con này chưa những căn phòng tầm 30 mét vuông, đẹp, 7,9 triệu này, 7,9 triệu ạ. BMW kép 685, BMW 685, con này là 200W một đôi này đấy, 200W đôi này, 685. Và cuối cùng đó là đôi loa JBL LX8, JBL LX8, dòng này thì thương hiệu quá nổi tiếng rồi, JBL LX8, này, mức giá 19,8 triệu, 19,8 triệu. JBL LX8 19,8 triệu. Em bắt đầu quay vào giới thiệu chi tiết từng đôi loa cho các bác chưa? Từng đôi. Đến với lại đôi loa đầu tiên này thì JBL LX8 thì báo cáo các bác là nó được thiết kế với lại một bát, con này nó phải bát 32. Bát 32. Một siêu tép này. Dòng JBL thì khỏi phải khen. Chỉ quay cho các bác nhìn thật chất nó có đẹp không? Đẹp mỹ mãn luôn. JBL. Lỗ thông hơi phía trước. Vỏ vân gỗ. Đây về phía sau đây. Phía sau của đôi này. Phía sau của cả đôi luôn. Nó là con JBL model LX8. LX8. Hàng JBL của Mỹ rồi. Đấy. LX8. Tất cả các thông số anh đẹp còn nguyên hết. Con JBL LX8 này quá đẹp luôn ạ. Kích thước chiều ngang của con này này, nó khoảng độ 38, chiều sâu 30, chiều cao 1, 2, 3, chiều cao 60 ạ. JBL 19,8 triệu. Bắt đầu khẩn cấp âm ly em đang có lúc man đấy nhá, có lúc man đánh hay lắm. Con BMW kép đây, kích thước chiều ngang 20, kích thước chiều sâu cả e căng phải tầm 32 đến 33, lỗ thông hơi phía trước quá tuyệt vời. Đôi này các bác chơi những căn phòng 30 mét vuông thì mê phê luôn, chơi nghe nhạc các loại, nhạc hai em, nhạc đồng quê em nó chơi các loại luôn. Con này là BMW kép 685 100W 8 ohm, chưa hai cầu đánh như vậy luôn, đẹp lung linh. Chiều cao thế nào, khoảng độ 38, không, chiều cao 35 thôi. Sang tiếp tục đến con đôi Pioneer. Con Pioneer này 2 bát 40, màng giấy, gân vải tẩm dầu. Ui gân này, gân họ giữ mềm nhũn này, chưa, lỗ thông hơi phía giữa của mắt loa. Con này là con Pioneer CS99 hai siêu tép này, có tép còi này, một chung giấy ấy. Em đóng cái lưới vào cho các bác nhìn, nên nó chất, chất ngất luôn, chưa, đấy của em rồi đấy. Các bác chơi những con này về chơi với đầu đĩa cối cổ 13,9 triệu đôi này mà giá bèo chưa, 13,9 triệu. Này phía sau đấy, phía sau tùng vách quá đẹp luôn, tùng vách cực kỳ đẹp. Đây là đôi loa Pioneer model CS99 hàng made in Japan, trở kháng 8 ohm, nhá, 8 ohm. Ui dồi, các bác nhìn loa còn đẹp lắm, mê luôn. Đôi này không đẹp nói gì. Sang tiếp tục với lại đôi loa Onkyo, con này mức giá 3,9 triệu, con này không có lưới.
À, chết, con này chưa báo kích thước, chiều ngang chắc chắn là trên 40 rồi. 1 2 chiều ngang là tầm 42. Chiều cao 1 2 3, chiều cao 6 62 gì đấy. Và chiều sâu khoảng độ 28 gần 30. Sang đến đôi Onkyo này. Đây là con Onkyo model D207F chở kháng 6 ohm. 6 ohm. Con này 6 ohm, con này hàng rất là đẹp. Tiếc là không có lưới. À thôi, không có lưới bớt cho các bác sĩ. Và chín là cái gì? Thôi, không có lưới đây. Để cho các bác 3 triệu 30 nhé. Không có lưới. Đấy. Vậy. Con này chiều sâu này. Chiều sâu khoảng 22, chiều ngang 18. 17 18 gì đấy, chiều cao 1 2 3 4, chiều cao 90, 90. Đẹp lung linh. Sang tiếp tục đến đôi loa, đó là đôi loa Euro Pacific Euro, dòng loa đến từ nước Mỹ ấy. Con này cao 90, cao 90, chiều ngang 25, chiều sâu cả e căng nó tầm khoảng 28, 28 Pacific, hàng xịn luôn đây, Pacific đây. Rồi bác nhìn tem bác biết hộ em, bác nhìn tem xem nó có chất hay không thì bác biết hộ em. Pacific này, Made in USA. Những đôi loa này các bác hình như là chưa được nghe, chưa nghe thấy tên tiếng nó bây giờ nên nó cứ bỏ quên thế nào. Cao 90, 7 triệu 9. Sang đến đôi loa đến từ Anh Quốc, giá 15 triệu 9, đó là đôi loa BMW kép DM603S3. 603S3. Con này nó thông hơi đằng trước có và đằng sau có này. Con này này, có nhìn BMW kép 603S3 này, DM603S3. 300W một đôi này, 150W một chiếc này, 300W một đôi, chở kháng 8 ohm ạ. Hàng Made in England. Made in England luôn. Ê căng đấy ạ. Ê căng còn rất là đẹp. 15 triệu 900. Con này cao 90, sâu cả ê căng khoảng độ 30, sâu với 30, hơn 30 tí, ngang 20. Một siêu tép, màng ke van. Chưa? Dưới cùng lỗ thông hơi nữa. 15 triệu 900. À, em sẽ hẹn quý vị sang một clip sau nữa. Clip này quay lâu nó dài quá. Clip sau giới thiệu tiếp bên kia. Đấy. Rồi về tiếp em lại quay cho các bác luôn. Bạt ngàn loa.